Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái layout. Hôm trước là ta làm cái layout đơn giản đúng không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái layout nó dàng dàng như thế này. Đây. Đây cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái layout, đây là một cái list view. Thì cái list view này á là khác với cái list view mà các bạn làm ở trong bài 3. Cái này được gọi là một cái custom list view. Tức là bình thường các bạn chỉ có một cái chuỗi không thôi. Thì cái list view này các bạn có hình ảnh nè, các bạn có tên nè, text view này, rồi có hai cái hình bên hai icon hai bên này. Tức là cái này muốn mà hiển thị cái view này á thì ta phải dùng cái custom list view. Còn list view bình thường không làm được. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn các cái bước để làm ra được một list view này. Và trong thực tế thì người ta sẽ làm cái list view này chứ không có làm cái list view đơn thuần như hôm bữa chỉ làm một vài cái demo nhỏ nhỏ, còn muốn đẹp thì phải làm cái list view kiểu như này. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm dữ liệu này nhá. Cái đầu tiên là cô sẽ tạo ra một cái này giả sử cô đặt là sinh viên đi ha. Cái này các bạn có thể theo dõi để làm assignment được luôn, tại vì là assignment chúng ta sẽ cũng làm về sinh viên một lớp học đúng không, đúng không ạ? Thì bây giờ cô sẽ làm cho các bạn cái sinh viên luôn, các bạn nhìn có thể coi clip này làm được assignment luôn ha. Thì cái tôi sẽ đầu tiên cô sẽ tạo ra cái một cái sinh viên activity. Cô tạo cái sinh viên một cái empathy nhá. Cái này cô đặt là sinh viên activity. Sinh viên activity. Ok. Đấy. Rồi chờ một tí. Để nó đang chạy. Rồi ok. Thì ở đây các bạn sửa lại cái này xíu thôi. Ok. Rồi. Các bạn cũng tương tự như cái bài hôm bữa này các bạn. Các bạn cũng tạo cho cô một cái list view. Nhá. Tạo một cái list view. Thì ở đây cô để cái line. Cô sửa cái này thành linear, linear layout nhá. Linear chứ. Đấy. Ở đây cô để cái orientation này các bạn. Orientation. Cô để cái vertical. Ok chưa? Thì ở đây cô để một cái list view. List view. Ở đây cô để là match parent. Cái này cũng là match parent. Các bạn đặt cho ID của nó. ID là các bạn để là cái list view sinh viên đi ha. Ok. Được chưa? Xong. Đấy, nhìn ở bên layout này thì là nó sẽ là một cái list view đây. Đây giống cái bài trước không có khác gì cả. Ok. Rồi, ở bên này các bạn nhìn nè. Bước tiếp theo là cô sẽ tham chiếu nè, đúng không? Ta sẽ có cái list view. List view. Ở đây list view bằng file view by id r.id. List view sinh viên. Ok. Đó, xong bước thứ hai. Bước thứ hai nhá. Tiếp bước thứ ba này các bạn. Các bạn bây giờ phải tạo một cái danh sách dữ liệu nè. Các bạn để ý nhá. Dữ liệu lần trước của chúng ta là ta làm bằng là cái chuỗi string đơn thuần thôi. Nhưng mà dữ liệu bây giờ nó không chỉ một chuỗi mà ta có gì đấy ạ? Hình nè, có chữ. Thì cái này ta gọi là gì đấy ạ? Một cái gì ạ? Nó không gọi là một chuỗi nữa mà gọi là một cái gì đấy ạ? Một object, một đối tượng đúng không? Học đối tượng chưa? Giả sử tôi gọi đối tượng này là sinh viên đúng không ạ? Đúng không? Thì ở đây tôi sẽ có là hình nè, avatar nè, cái này là tên nè, cái này là số điện thoại đúng không? Đúng không? Thì ta bây giờ là một cái object. Thì trước tiên thì tôi sẽ tạo một cái object, một cái class là sinh viên. Cô click chuột phải bên này, cô tạo một cái class là sinh viên nhá. Java class này các bạn, cô đặt tên là sinh viên. Ok. Trong sinh viên này cô để tạm thời có 3 trường thôi là tên chẳng hạn, có mã, nhưng mà trong cái phần này tôi không làm, các bạn bữa sau làm, các bạn phải thêm mã sinh viên vào. Cô thì không thêm mã mà cô để 3 trường thôi. Một là private string tên, cả số điện thoại, để string cũng được, số điện thoại. Và một cái nữa là cái hình avatar. Các bạn để kiểu in avatar.
Tại sao lại để kiểu in? Nếu như cô muốn lấy cái dữ liệu là cái nằm ở trong Roy này nè, thì nó lấy theo cái ID của nó, mà ID của nó là kiểu in nhá. ID của Roy nó là kiểu in đấy. Rồi bây giờ các bạn thêm cái constructor vào, click chuột phải nè, generate nè, constructor nè. Constructor này là constructor ba đối số nè, constructor không có đối số nè. Thêm cái gì nữa? Getter, setter, đúng rồi, generate, getter, setter ba ông này. Vậy là xong, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, được cái sinh viên, đóng nó lại nhá, để đây. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo một cái danh sách gồm nhiều cái sinh viên, thì tôi dùng cái ArrayList nha các bạn. ArrayList nào, giống ở bên kia ArrayList, nhưng chỉ có điều là bây giờ bên kia tôi để là string, thì bên này tôi sẽ để là sinh viên. Đấy, data bằng new ArrayList. Đấy, các bạn để ý nhá, hai các bạn so sánh hai file nè, bên này cô để là string giống nhau, còn bên này cô để là sinh viên. Rồi bây giờ cô cũng add dữ liệu vào cho nó nhá. Bên này cô add vào là chuỗi, thì bên này cô sẽ add vào là một cái object data chấm add new sinh viên, một object new sinh viên là khởi tạo một object ha, new sinh viên. Có ba đối số tên, thì ví dụ như là ví dụ Âu Âu Bình nè, như vậy đúng không? Rồi Âu Bình, số điện thoại của Bình là 0900999990 đó. Rồi một cái hình nữa, cái hình nữa thì bây giờ lấy hình nào cũng được. Ví dụ tôi để ba này, r chấm roi bộ chấm logo chẳng hạn. Đấy, lấy ông này, ông lấy logo luôn đó. Ok, nhiều add thêm sinh viên nữa. Ví dụ như là ông gì ạ? Ông Quang Thắng nè, ông diễn viên hài Quang Thắng đúng không Thắng? Hai nè. Đấy, cô đổi cái hình khác nào. Bây giờ cô chỉ cho các bạn cách để các bạn tạo cái icon nhá. Tạo icon nè. Cô sẽ tạo hai cái icon này cho các bạn coi trước nha. Icon này nè. Icon này là icon edit, icon này là delete ha. Các bạn click chuột vào drawable, các bạn click chuột phải, các bạn new. Có hai loại icon, một là image asset và vector. Thì cái vector nó có ưu điểm là khi các bạn co giãn cái khung hình á, co giãn kích thước á, thì cái vector nó không, cái hình nó không bị vỡ. Còn hình là nó sẽ bị vỡ, mất nét. Còn vector nó không có bị nhá. Đấy, ta chọn vector. Đấy, giả sử như tôi lấy ông này là Android. Ông ở đây tôi lấy cái là person chẳng hạn. Đây tôi lấy ôn nè. Là person đây. Lấy cái người nào đi để lấy cái người này đi. Đấy, ok chẳng hạn. Đấy, tôi để kích thước là ví dụ 100 hoặc là 80. 80 đi, bừ bừ. Ok, cái hình này tôi lấy màu đỏ. Đây là lấy hình nào cũng được. Ok, xấu quá. Lấy màu đỏ đi. Ok, đó. Cái này là tôi đặt đỡ đi. Đặt đỡ là tên này đặt cho vui thôi. Next, finish. Rồi cái icon. Đây tôi sửa ông này lại, không để cái logo nữa mà tôi để là IC perm perm gì đó, person gì đó. Ok, đấy, cái này là hai người, cái này là danh sách hai người đúng không? Cô để hai người trước rồi. Xong cái data nhá, cô để hai người thôi, không để ba người, để hai người. Chuột chạy mất tiêu rồi, chuột 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 đi đâu, chuột đây. Rồi xong data rồi ha, bây giờ các bạn sang cái phần này là quan trọng nè. Bây giờ tôi phải tạo cái adapter. Mà adapter này thì chắc chắn là không được rồi.
Tại vì cái adapter này là chỉ có để các bạn hiển thị cái string thôi. Bây giờ hiển thị một cái giao diện thì các bạn không thể nào hiển thị được. Vậy bước thứ nhất các bạn nhìn nào, là cô phải tạo một cái giao diện, cái này được gọi là một cái view. Cô sẽ tạo một cái giao diện cái này đã. Hiểu không ạ? Cô phải tạo riêng một cái giao diện này. Thì để tạo giao diện này thì tôi sẽ vào layout để tôi tạo nhá. Tôi tạo cái này gọi là tạo một cái view, một cái item view ha. Đấy, cô vào cái layout. Cô tạo một cái layout đây, click chuột phải. Cô chọn new, chọn layout resource file nè. Cô đặt là sinh viên item chẳng hạn. Tức là cô sẽ tạo một cái item. Ok. Cái này là linear rồi. Thì cô sẽ không dùng linear, bởi vì là nếu mà để thiết kế ra giao diện này dùng linear làm nó rất là khó. Tôi sẽ dùng relative. Relative dùng nó sẽ dễ hơn. Các bạn nhìn cách cô dùng ha. Chỗ này cô sai, thay cái này bằng relative. Chỗ này thì để vertical này cô bỏ đi, tại vì cái này không cần. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn nào. Đầu tiên là một cái hình, đúng không ạ? Tôi để là một cái image view. Một cái image view. Match warp content nó vừa với content. Content tôi nhớ là tôi để là 80 rồi. Warp content. À, tôi để là 80 dp. Hình như 80 dp nó nhỏ xíu à. 80 dp. Ông này tôi cho hay cũng 80 dp luôn. Ok, cho nó hai cái nó cân nhau. Ok. Rồi. Sau để các bạn neo nó lại nhá. Neo cái hình này phải đặt ID cho nó là ID. Image view là cái avatar. Ta. Ok. Rồi, cái này các bạn đặt neo phía trên nè. Neo phía trên top nè. Và left right nè. Được chưa? Đấy các bạn để nè. Đấy các bạn nhìn nhá, cách các bạn vẽ hình nè. Thấy không? Đủ chưa? Đây, neo trên, neo trái nè. Thì ở đây cô sẽ neo như sau. Cái này là align parent top. Là cô để là chu. Rồi align parent left. Tôi để cũng chu luôn. Đấy, các bạn thấy neo hai góc chưa? Rồi, bây giờ nó sát quá. Cô muốn cho nó cái khung nó có nó giãn, nó có cái khoảng cách. Thì tôi để ở đây là padding nè. Padding để khoảng 10 dp nè. Thì các bạn sẽ để ý nè, thấy không, nó cách ra một khoảng, thấy không, đúng không ạ, nó cách ra một khoảng nè. Rồi cái kích thước cái layout này nè, tôi sẽ để vừa cái hay này nè, tôi để là wrap content đó. Thấy cái layout nó co lại chưa, cái layout của cô này là cái gạch phía dưới nè với cái gạch phía trên nè. Đó, layout của tôi có chỉ có cái chiều ngang này thôi. Rồi bây giờ tiếp nha. Bên này nó sẽ là một cái gì đấy ạ? Một cái text view đúng không? Đấy, hôm nay cô chỉnh cái bài layout luôn ha. Một cái text view nè. Text view. Được. Cái này sẽ là wrap content hay cũng wrap content luôn. Kích thước của cô là con cho cái text size. Rồi, sao bị đơ rồi? Đó, sao quay rồi ta? Sao đây? Nè. Kích thước cô sẽ là để là cái text size. Cô để sẽ khoảng bằng 25 SP. Đúng không ạ? Cái này là có text style. Là để bold. Ok. Rồi, cái này các bạn đặt nhìn nhá. Cái này các bạn sẽ đặt bên phải của anh này đúng không? Bên tay phải của anh cái hình nè. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ để là to align to left off, to right off, to right off của anh ID text view avatar, image view cho quên avatar đó. Các bạn thấy không ạ? Các bạn để cái text nữa nha, thêm cái text vô cho nó. Text là họ và tên. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ nằm bên phải đúng không? Các bạn muốn nó cắn bên phải, tức là nó có khoảng cách để nó đỡ xấu nè. Thì ta để marine left, hoặc là các bạn để cái marine cái hình nè, marine right cái hình nè. Marine right của cái hình nè. Marine right của cái hình nè. Cái này là để 10 dp. Thấy cách ra chưa? Cách chưa?
Ok, thầy có khoảng cách chưa? Cái này chưa có rồi nè, thấy chưa? Rồi tiếp tục chỗ này các bạn copy xuống nè. À thì chỗ này các bạn để cho cô nè, là cái này không có bold nè, cái số điện thoại không có bold, các bạn đặt tên nha, ID nè, text view nè, tên sinh viên nè, được chưa? Còn cái anh này các bạn đặt là ID nè, là text view nè, số điện thoại nè. Ok, thì cái anh này á là cái anh royal của anh này, nhưng mà nó lại below anh này, đúng không? Below anh này, các bạn đã để below anh ID là text view, tên sinh viên. Đấy, thấy chưa? Và cái này các bạn không để họ tên mà các bạn để là số điện thoại. Số điện thoại. Ok. Đúng chưa? Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá, bây giờ tôi sẽ có hai cái icon này. Hai cái icon này nè, mỗi icon tôi để khoảng 30. Các bạn để có hai icon này nhá. Hai icon này thì tôi cũng tạo hai icon như sau, giống như tài khi nãy. Các bạn vào đây. Các bạn vào Royable nhá, các bạn vào Royable nè. Click chuột phải nè. New vector nè. À, các bạn chọn cái khung này nè. Đúng không? Đấy, các bạn đặt kiếm cho cô là cái từ edit nè. Là anh này đúng không? Đấy, các bạn ok nè. Xong rồi đấy các bạn để 24 nó nhỏ thì các bạn để cho nó bự thì 30 nè. Màu đỏ nè. Rồi xóa bớt cái chữ lằng nhằng nè. Để chữ edit thôi, next nè. Ok. Là ta được cái ông edit. Thêm cái nữa cái delete. New một cái vector nữa. Đấy, vào này các bạn chọn, các bạn search cái anh này là delete. Delete. Đó, lấy hai anh này lấy ông nào cũng được ha. Lấy ok, ba ông chứ. Cái này các bạn đổi thành 30 cho nó bự bự cho cô. Cái okay, next. Quên, previous đặt lại tên. Tên nó dài quá sao gọi nó mất công. Cái này delete được rồi, next. Rồi có đúng kích thước là 30 không? Ok. Next. Finish. Rồi bây giờ cô chèn hai cái hình vào đây nè các bạn, được chưa? Chèn hai cái hình vào thì cô để là image view. Image view. Cái này là wrap content. Cái này là wrap. Hình như cái này tôi để 40 sao? Tôi nhớ không nhầm, tôi kể nó đi. Rồi. Rồi các bạn chọn cho cô là cái SRC nè. SRC. Cái này cô để là drawable. Cái này là edit đâu rồi? Edit nè. Đó. Thấy chưa? Nó có edit đây này nè, thấy không? Đó. Các bạn nhớ là để ID. ID. ID của nó các bạn đặt là image view là edit nè. Được chưa? Cái này các bạn cũng định vị vị trí cho nó nè, các bạn cho nó nằm bên phải nhá. To right of align parent right, các bạn để cho cô là chu, thấy nó nhảy sang bên phải chưa? Đó, các bạn để là top cái nữa, align parent top để là chu, xong chưa? Rồi copy thêm cái hình nữa nha, cái hình edit nè, delete nè, cái này các bạn đổi thành là delete, delete. À, anh này là của cái này, cái này đổi là thành delete. Đấy, cái này thì right nằm bên phải rồi nhưng nó lại nằm dưới below. Bên phải thì đúng rồi nhưng mà nằm below của anh trên. Below anh ID là image view edit. Thấy chưa? Nằm dưới chưa? Thấy chưa? Vậy muốn căn nó, muốn cho nó giãn ra thì các bạn để cái Merin top để khoảng 20 dp, đẩy xuống chưa, xấu, đẩy có xấu quá không, đấy kệ nó đi, 10 10 10 đấy, hai cái nó cách nhau ra, kệ nó đi. Đó thì cái này cô vừa được một cái layout này ha, vừa được cái layout này. Thì bây giờ nhiệm vụ các bạn là đẩy cái layout này. Đây. Đấy, nhiệm vụ các bạn là bây giờ
làm sao mà chuyển cái layout này mà được vào cái list view. Thì bây giờ ta quay ngược lại nhá, quay ngược lại anh này. Tức là cô vừa mới tạo một cái view á, cho các bạn coi. Thì bây giờ các bạn đấy vừa mới tạo cái view này. Cái view này là mỗi cái item, mỗi thành phần của nó thôi các bạn. Đây, mỗi thành phần. Bây giờ ta phải đổ được dữ liệu ra đây, đúng không ạ? Thì bây giờ ta quay lại cái anh đầu này nè. Thì bạn coi nè. Bây giờ cái adapter. Adapter này thì đương nhiên không sử dụng được, bởi vì cái này đang là dùng cái array adapter không sử dụng được. Thì ta phải tạo một cái adapter của mình, ta gọi là custom adapter á. Custom là do người dùng tạo ra, ta gọi là custom. Hiểu không ạ? Bây giờ cô phải tạo một cái adapter của mình. Thì để tạo adapter này thì tôi sẽ vào đây, vào Java. Đấy, cô sẽ vào cái phần file Java này này, thư mục Java, package. Cô sẽ vào cái buổi 3 này, cô sẽ tạo cho các bạn một cái adapter. Click chuột phải. Các bạn new một cái Java class. Các bạn đặt tên là sinh viên adapter. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ có gì đấy ạ? Các bạn phải kế thừa nè. Extend. Kế thừa cái base adapter. Và các bạn thấy nó bị lỗi, nó báo lỗi bởi vì thế này các bạn. Bản thân cái base adapter này á thì nó là một cái object class. Mà cái object class thì nó sẽ có một số cái method mà nó là method trừu tượng, method không có nội dung. Thì bắt buộc những ai mà kế thừa anh này là bắt buộc phải implement. Hiểu không ạ? Phải implement nó. Thì để implement thì các bạn nhấn cho cô nhé, Ctrl Y. Nhấn Ctrl Y nè. Thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái method mà các bạn cần phải implement. Đó, sau các bạn chọn hết tất cả method, các bạn nhấn OK. Thì nó hết lỗi, thấy không ạ? Đây, rồi tiếp nha, các bạn để ý nè. Các bạn sẽ qua cái bài này, các bạn thấy nè. Bây giờ cô phải tạo một cái một cái constructor để tôi nhận cái tham số. Thì hiện tại là các bạn sẽ so sánh cái adapter này nè. Cái adapter này cần đối số thứ nhất sẽ là một cái context. Đối số thứ hai của nó là cái layout, cái kiểu hiển thị. Cái ba là cái dữ liệu. Thì cái này là do kiểu hiển thị của mình tự đặt ra mà. Thành ra là mình sẽ không dùng cái đối số thứ hai, sẽ mình chỉ dùng đối số thứ nhất và đối số thứ ba thôi. Thì ở đây cô sẽ viết như sau. Cô sẽ tạo một cái constructor ở đây là public sinh viên adapter. Đây, ta sẽ truyền hai đối số. Đối số thứ nhất sẽ là context. Đối số thứ hai sẽ là các bạn xem là bên này dùng cái gì thì đối số dùng cái đó. Bên này là ta là sinh viên đúng không? Thì bên này đối số cũng phải như vậy. Đấy. Ok. Đối số khác là khi truyền vào nó không nhận ạ. Được chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ này ta sẽ khai báo hai cái biến ở trên này để ta nhận hai đối số nhá. Ta khai báo hai cái biến ở phía trên để ta nhận hai đối số này. Ok. Đấy. Rồi ta sẽ gán ngược lại nó nhé các bạn. Dit.context sẽ bằng context. Bạn nào mà không hiểu cái dit là gì, không hiểu cái constructor là gì thì bữa nào chúng ta sẽ làm một buổi riêng. Chứ còn trong giờ chúng ta sẽ không đủ thời gian để các bạn nói hết đâu. Tại vì cái này liên quan đến cái khái niệm là Java. Nó nằm ở trong Java 1 và Java 2 của các bạn ấy. Đúng không ạ? Dit.data sẽ bằng data. Rồi xong. Rồi cái này là dữ liệu để nó đổ xuống đấy các bạn. Được chưa? Dữ liệu để đổ xuống nè. Dữ liệu này giả sử ta có rồi, bởi vì là ta được truyền vào ở cái file này mà. Mà file này thì có rồi. Ok. Vậy thì chỗ này các bạn coi nè. Ở đây là get count là trả về số phần tử của cái data. Thì ở đây cô sẽ trả về là data chấm gì ạ? Chấm size. Len là dành cho gì ạ? Len là dành cho mảng nhá. Cái này tôi trả về từng phần tử của nó. Thì tôi sẽ là return cái anh là data chấm get chấm position, mở ngoặc position. Đấy. Rồi. Là bây giờ ta đến cái phần khó nhất là phần này. Get view. Thì cái hàm get view này nè là hàm để trả về mỗi cái view này các bạn. Một cái get view, hai cái get view, ba cái get view. Nó trả về từng cái view một này.
Thì bây giờ một là tôi phải nhúng được cái anh này vào. À, tôi tạo một cái class để tôi tham chiếu nha. Tôi dùng cái view holder. Cái này là class view holder. Holder. Ở bên này có mấy thành phần? 1 2 3 4 5 thành phần, tôi làm luôn 4 5 thành phần. Image view là có 3 ông. Image view avatar, image view edit và image view delete. Hai cái text view, ta sẽ có hai cái text view. Ta để cái này là text view. Text view tên, text view số điện thoại. Ok chưa? Rồi bây giờ nè, ở trong cái get view này nè các bạn, thì cái trả về của nó sẽ là cái convert view này. Cho nên khi return, các bạn return convert view cho cô luôn. Đấy. Tôi khởi tạo cái view holder trước nha. View holder trước, holder. Rồi, ta kiểm tra nếu cái convert view mà này bằng null thì tôi phải, tức là nó chưa có gì. Convert view là một view, view phải có layout, mà view này đang null nghĩa là view này chưa có layout, thì cô sẽ nạp cái layout này cho convert view này các bạn. Hiểu không ạ? Convert view hiện tại đang rỗng. Đang rỗng không có gì thì tôi sẽ nạp cái layout này nè. Layout tôi vừa thiết kế xong, tôi nạp cho cái convert view. Thì ta sẽ nạp như sau. Layout inflator. Inflator sẽ gắn bằng tôi ép kiểu nó. Cái này là quy ước nha, cái dòng này là dòng muốn nạp layout thì phải có dòng này nó mới cho nạp. Ok. Đấy. Thế cái này có để là activity. Activity. Đấy, context. Tôi ép kiểu context này thành cái activity, nó là cái môi trường các bạn nhá. Đấy, nó chỉ hiển thị trên activity thôi tại vì view mà. Chấm get layout inflator. Rồi bây giờ mình nạp cho convert view nào. Convert view gắn bằng inflator chấm inflate, đối số truyền vào sẽ là layout, error chấm layout chấm sinh viên item. Đấy, cái sinh viên item con cái root tôi để là null. Rồi vậy là convert view đã có layout ha. Bây giờ tôi sẽ tham chiếu cái layout này tới cái anh này. Đó, class này tôi tham chiếu từ anh này. Tôi sẽ holder sẽ gắn bằng new holder. Ok. Trời. View holder. Ok. Được chưa? Rồi ở đây ta sẽ có là holder chấm tên trước đi. Text view tên sẽ gắn bằng convert view chấm file view by id, error chấm id chấm text view tên sinh viên. Rồi cái này tôi copy nha. Cái đây là tham chiếu nha. Đấy. 3, 4, 5. Ở đây là số điện thoại. Ở đây là số điện thoại. Ở đây là image view avatar. Cái này là image view. Cái này là gì ạ? Edit image view delete ha. Ở đây các bạn để text view là lỗi ạ. Để cái này là image view avatar. Image view edit nhầm. Image view delete. Rồi, xong. Tức là cô vừa làm một công việc là cô vừa tạo một cái convert view. Và còn anh này tôi tham chiếu để tí nữa tôi nạp dữ liệu thôi. Còn convert view là tôi đã tạo rồi. Thì bây giờ tôi sẽ set cái tag cho convert view. Convert view chấm set tag. Thì tôi sẽ giải thích tại sao lại set tag holder. Cô sẽ giải thích tại sao lại set tag. Phải dùng cái set tag này.
À, còn nếu mà con vượt view này mà có rồi, con vượt view mà chưa có nha các bạn, con vượt view này mà rỗng thì tôi sẽ tạo view và tôi sẽ tạc cho nó. Nếu con vượt view mà không rỗng, nghĩa là có rồi, thì tôi sẽ không tạo view nữa mà tôi sẽ lấy view từ cái tạc, nghĩa là holder bằng con vượt view chấm get tạc, ok, và ép kiểu nó thành lại view holder. Đấy. Ok, ép nó thành view holder. À, nó giống như là thế này các bạn nhá. Tôi sẽ mô tả như thế này. Giả sử như anh này là anh này là bây giờ các bạn mỗi lần đổ dữ liệu lên nó là một view. Thì cái con vượt view nó như là một cái, đây, tôi sẽ vẽ ra này. Cái con vượt view nó như một cái giỏ hàng vậy đó ha. Giả sử bây giờ các bạn có một cái layout như này. Được chưa? Thì có phải là mỗi lần các bạn sẽ đây cái này là một dòng, cái này là hai dòng, cái này là ba dòng, cái này bốn năm dòng, đúng chưa? Đấy, thì bây giờ các bạn phải đổ dữ liệu lên đây, đúng không? À, các bạn phải đổ dữ liệu lên đây. Thì bây giờ cô giả sử cô tạo ra một cái giỏ hàng, cái này cô gọi nó là con vượt view đúng không? Tôi sẽ để giỏ vào giỏ đây, dữ liệu vào giỏ. Ví dụ như này cô sẽ có là ví dụ như khi position bằng không, nghĩa là tôi đang ở vị trí không, tôi sẽ đổ cái item thứ nhất vào đây. Thế tôi sẽ con vượt view này tôi tạo rồi, tôi sẽ chuyển cái dữ liệu ra đây. Nếu nếu các bạn mà lại không set tag cho nó thì tất nhiên nó sẽ không nhận biết được có đã có con vượt view. Ta phải set tag cái đã để nó biết là đang tồn tại một con vượt view và có cái tag như vậy. Thì nếu như con vượt view này mà tồn tại rồi mà các bạn lại tạo mới nó lần nữa thì có phải các bạn tạo ra dư một cái không? Thì thay vì các bạn tạo nhiều con vượt view này, các bạn tạo một cái thôi, các bạn set tag cái nó, lần sau đổ lại dữ liệu thứ hai các bạn đổ vào, các bạn lại truyền vào cái thứ hai, các bạn lại đổ vào cái, các bạn lại truyền vào cái thứ ba, hiểu không ạ? Tức là cái con vượt view này giống như là một cái view trung gian, để các bạn đổ dữ liệu lên cái list view, hiểu không ạ? Nó là một dạng view trung gian. Thì nếu như view trung gian này mà cái nào các bạn cũng tạo thì nó sẽ bị đầy bộ nhớ. Cho nên là ta sẽ để tiết kiệm bộ nhớ, để tối ưu bộ nhớ ta tạo một cái thôi, lần sau ta coi như tái sử dụng. Giống như cái giỏ hàng ấy, các bạn đưa hàng đến đổ giỏ hàng đi thì giỏ hàng rỗng đúng không? Giỏ hàng đâu? Thì các bạn lại nạp tiếp dữ liệu vào, các bạn lại đổ dữ liệu, lại đẩy dữ liệu lên. Thì cái con vượt view là một cái đơn vị trung chuyển thôi. Bởi vậy các bạn chỉ tạo một lần thôi, ta không tạo nhiều lần. Nếu tạo nhiều lần thì nó sẽ bị dư thừa, cái này sẽ bị dư bộ nhớ. Thì ta chỉ tạo một lần thôi và ta sử dụng một mình anh này thôi để ta làm. Đấy, đó là lý do tại sao tôi phải kiểm tra. Nếu cái này null thì tôi mới tạo mới, còn nếu không null thì tôi ghét nó là ra. Hiểu không ạ? Đấy, nếu mà có rồi thì thôi, tôi không có tạo nó nữa. Đó. Rồi là xong cái phần con vượt view. Bây giờ tôi chỉ đến cái phần gọi là phần nạp dữ liệu. Cái phần này nè, là nạp dữ liệu ha. Vậy nạp dữ liệu bằng cách nào? Nạp dữ liệu bằng cách nào? Ở đây giả sử ta có dữ liệu rồi, dữ liệu data này có rồi, ok chưa ạ? Thì bây giờ tôi muốn lấy dữ liệu thì ta sẽ, nó là một cái array list, thì để lấy từng phân tử của nó thì ở đây ta có cái position này các bạn, ta có cái position, được chưa ạ? Thì đây để lấy từng cái phân tử của nó thì tôi sẽ có là gì đấy ạ? À, sinh viên, tôi khai báo cái sinh viên. À, đây là một cái item, một cái phân tử của nó sẽ gắn bằng data.get position, được chưa? Đó, đấy là tôi lấy được một phân tử, lấy theo cái position vị trí. Khi nào bằng không thì nó sẽ lấy phân tử đầu tiên, khi nào bằng một thì lấy phân tử thứ hai, cứ như vậy. Sau để tôi đổ lên cái holder, tôi sẽ có là holder chấm set chấm image, cái này là text view tên đó, chấm set text, ok. Tôi đưa vào là cái item chấm get tên, đúng không? Tương tự của copy nhé, hai ba, có ba cái tôi cần phải truyền dữ liệu thôi. Cái thứ hai nữa là text view số điện thoại đấy, get cái này là get số điện thoại. Cái này, cái hàm này tôi đã, cái này tôi đã viết ở trong cái sinh viên rồi. Còn cái thứ ba là ta sẽ là hình avatar đúng không? Image avatar thì cái này không phải set text mà là set gì đấy ạ? Cái này sẽ là set image resource, đây đối số của ta sẽ là kiểu in,
Kiểu in thì ở đây ta để là data item, chứ quên, item chấm get hình, get avatar, được chưa? Là xong. Thế là tôi vừa làm xong cái phần adapter, và cái lõi của nó lại là cái phần get view này, này các bạn à. Là cốt lõi ở phần này là mất thời gian nhất thôi. Xong đấy, bây giờ các bạn đổ nó lên dữ liệu này các bạn. À, bây giờ ta sẽ tạo một cái adapter nè. Ta sẽ có là sinh viên adapter. À, adapter. Đấy. À, ở đây adapter ta gắn bằng adapter. Gắn bằng new sinh viên adapter. Đó, đối số trên vai đầu tiên là context. Context thì ta để là sinh viên activity. Activity chấm dict. Và đối cái dữ liệu ta sẽ là data. Xong đấy đến các bạn là set gì ạ? À, list view chấm set gì ạ? Set adapter, truyền adapter vào. Ok, xong. Đó, các bạn so sánh hai cái file này nhìn nhá. Cái file cũ nè. Cái file cũ nè. Và file mới nè. Bản chất cái số dòng nó bằng nhau. Đúng không? Bản chất số dòng nó không thay đổi, nhưng bên trong nó lại thay đổi rất là nhiều. Ví dụ các bạn phải viết thêm một cái adapter, các bạn viết thêm một cái file sinh viên, và các bạn phải thêm một cái layout sinh viên item. Rồi bây giờ ta chạy thử nhá. Để chạy cái này thì các bạn sẽ có là gì đấy ạ? Đổi cái anh này thành cái sinh viên item ha. Sinh viên đây, sinh viên activity đây. Ok, bây giờ run nhá. Run và chờ đợi. Cái này là cái cũ nha, cái cũ này nó có 3 dòng, cái mới ta có 2 dòng thôi. Đúng không ạ? Chờ nha. Trong lúc chờ đợi uống nước nha. Hiểu không? Nó hơi dài tí nhưng làm nhiều nó quen các bạn. Có ai làm theo được không? Có thầy cũng. À, giỏi. Ông này ông đua giỏi cái. Ra chưa? Dữ liệu ra chưa? Dữ liệu được chưa? Nhìn nào. Ok chưa? Đây là icon này nè, đây là icon dưới cái này cô tạo ra này, hai bàn nè. Âu Bình nè, Quang Thắng nè, thấy chưa? Hai cái icon hai bên nhỏ nhỏ xinh xinh là thấy không? Icon này edit nè. Đó. Thấy chưa? Hai cái này list view. Ổn không? Ok chưa? Được chưa? Đấy. Rồi bây giờ các bạn làm đi. Đấy, tôi demo nhanh phết. Rồi tôi tắt cái này nha.